Thượng tướng Lê Huy Vịnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, sáng nay đã kiểm tra công tác trực sẵn sàng chiến đấu tại kho KV-3, Cục Quân khí, Tổng cục Kỹ thuật. Qua kiểm tra tại các kho tàng, trạm xưởng, Thượng tướng Lê Huy Vịnh đánh giá, đơn vị đã quán triệt thực hiện nghiêm các chỉ thị, hướng dẫn, quy định của cấp trên về công tác sẵn sàng chiến đấu, duy trì nền nếp công tác kỹ thuật, tổ chức tốt việc bảo quản, bảo dưỡng, sửa chữa vũ khí, đạn, triển khai tốt các biện pháp canh gác, bảo vệ kho cả vòng trong và vòng ngoài. Thứ trưởng Lê Huy Vịnh yêu cầu các đơn vị thuộc Cục Quân khí nói riêng và Tổng cục Kỹ thuật nói chung tiếp tục duy trì nghiêm chế độ trực, hiệp đồng chặt chẽ với các đơn vị đóng quân trên địa bàn và cấp ủy chính quyền các địa phương trong công tác phòng chống cháy nổ, bảo vệ an toàn kho tàng đơn vị. Trong thời gian qua, các đơn vị thuộc Tổng cục Kỹ thuật đã xây dựng và luyện tập các phương án tác chiến, bảo vệ kho tàng, tăng cường phòng gian bảo mật, không để bị động bất ngờ trước mọi tình huống, triển khai nhiều hoạt động chăm lo đời sống của cán bộ chiến sĩ trong dịp Tết.